cả mọi người đã trở lại với Super Hand. Lần trước mình đã giới thiệu qua con Phantom 900W và con Sony X9. Thì bây giờ mình sẽ test thử chất âm của hai em này xem đi. Có nhiều bạn hỏi mình là cái lớp lưới này nó sẽ mở như thế nào. Thì ở đây là cái lớp lưới của nó nha mọi người. Đây là cái lớp lưới của nó nè. Rồi thì nếu mà các bạn để bình thường thì nó sẽ hít vô như thế này. Đó, nó dính vô như thế này. Còn nếu mà khi các bạn lấy nó ra thì nó sẽ có hai cái đầu này nè. Đó, nó sẽ có hai cái cục 500 như thế này. Thì chúng ta sẽ đứng lên đây. Đứng lên đây. Lật nó xuống. Rồi, thì là lấy ra được. Đó. 1 2 3 4 5 6 6 2 hàng là 12 cái. 12 cái 500 nó xếp lên trên này. Rồi các bạn cứ để lên trên thôi. Bây giờ mình sẽ test tới chất âm của nó nha mọi người. Tạm bỡ như kẻ say.
là cơn mưa đang rơi lên từng nhớ quên một thời ấm êm. Mặn đôi môi ướt đẫm con tim yếu mềm.